mọi người cái dòng sản phẩm dành cho face rồi. Thì đã giới thiệu face rồi thì không thể nào thiếu body được không ạ? Thì hôm nay My sẽ giới thiệu cho mọi người một combo dành cho body mà My đã sử dụng suốt 6 năm qua. Thì mọi người cảm thấy cái làn da của em như thế nào? Có phải rất là trắng mịn, rất là hồng hào không ạ? Thì mặc dù cái làn cái da của em nó bị kiểu có lông nhiều á mọi người, nhưng mà nhìn làn da rất là trắng, rất là mịn, rất là hồng hào luôn, mọi người thấy không? Da lúc nào cũng hồng hào chứ không hề trắng xanh, trắng ảo hay là trắng bạch tạng đó nha. Mặc dù sử dụng body tắm trắng rất là nhiều nhưng mà da vẫn luôn giữ một cái tông da, đó chính là da trắng hồng. Thì có những dòng sản phẩm khác nó sẽ hỗ trợ cho bạn trắng nhưng mà thuộc dạng trắng xanh, trắng ảo hoặc là nhìn trắng dạ quang, nhìn rất là không có thật đó mọi người. Nhưng khi mà mọi người sử dụng tắm trắng và body ở bên HM Store thì da mọi người nhìn trắng thật 100%, không hề trắng ảo hay là trắng xanh đâu. Và đặc biệt là không bào mòn da cho làn da của mình. Khi mà các bạn bị đen sạm nè, sử dụng nhiều loại sản phẩm nhưng không hết, không trắng nè, hoặc là bị thâm mụn do lưng để lại, hoặc là thâm mông, thâm bẹn, thì mọi người đều phải sử dụng cái combo này giúp em My nha. Nếu mà các bạn bỏ lỡ qua cái combo này thì chắc chắn 100% các bạn sẽ phải hối tiếc. Tại vì sao? Tại vì không biết đến cái sản phẩm này trước để chúng ta có thể sử dụng và có thể cải thiện được cái làn da của mình và giúp cái da của mình luôn luôn trắng hồng tự nhiên và không hề trắng ảo hay là trắng xanh. Thì đây là cái dòng sản phẩm tắm trắng VIP My đã sử dụng rất là lâu rồi. Sử dụng để hồi trước thì da My ở sau lưng của My á bị mụn lưng và để lại thâm cũng khá là nhiều, nhưng mà khi My sử dụng cái combo này da My bây giờ đã hết mụn, hết thâm luôn rồi. Em sẽ quay cho mọi người xem, mọi người thấy không? Đây, da mụn lưng rất là láng, rất là mịn luôn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bí quyết cho mọi người xem là mọi người nếu mà bạn nào đang bị mắc phải những cái tình trạng như là bị thâm lưng, mụn mông hoặc là thâm bẹn gì đó thì mọi người hãy sử dụng cái dòng sản phẩm này để chúng ta có thể hỗ trợ và cải thiện được cái làn da của mình trắng sáng hơn. Và đây cũng là sản phẩm hỗ trợ giúp cho da của các bạn giảm thâm, giảm mụn lưng đi rất là nhiều. Nên những cái bạn nào mà đang gặp những cái vấn đề như vậy thì mọi người hãy vào xem like của em để em có thể hỗ trợ và giúp đỡ mọi người có được cái làn da trắng mịn và hồng hào nha. Tại vì sứ mệnh của em là có thể đem sắc đẹp đến cho mọi người đúng không ạ? Cái làn da của mọi người quyết định tới 80% con người của mình. Vì thế khi mà mọi người lựa chọn sản phẩm nào, mọi người cũng phải lựa chọn thật là kỹ càng những sản phẩm nào mà làm giúp cho chúng ta cải thiện cái làn da của mình hiệu quả và đạt được cái làn da như mong muốn của mọi người nha. Thì khi mọi người sử dụng tắm trắng này á, đối với tắm trắng này khi mọi người sử dụng á, cái làn da của mọi người bị kiểu sử dụng không ăn kem nữa hoặc là sờ da nó cứ bị khô mà không có mịn màng thì mọi người nên sử dụng tắm trắng ngay lập tức để cho tắm trắng có thể đào thải được hết tất cả những cái lớp da bên ngoài như vậy nè. Những cái lớp da bên ngoài sẽ làm cho da của mình sạm đi và sử dụng nhìn sờ nó vào nó khô, nó cảm giác khô mà không có mịn màng á, thì mọi người hãy mua em này về sử dụng ngay lập tức. Và khi mọi người sử dụng á, da mọi người sẽ rất là trắng, bật 7-8 tông da. Khi mà mọi người bật 7-8 tông da sẽ giúp da của mọi người trắng nhanh nè, hấp thụ kem tốt nè, đặc biệt là sẽ làm mờ những cái vết mụn lưng và những cái vết mà ở mông của mọi người sẽ làm mờ hết tất cả luôn. Và khi mà mọi người sử dụng thì nó sẽ rất là dễ sử dụng. Chúng ta chỉ cần sử dụng tầm gói thứ nhất thì chúng ta sẽ sử dụng tẩy tế bào chết. Chúng ta sẽ thoa lên người chúng ta và sử dụng tế bào chết như là những dòng sản phẩm bình thường thôi. Cứ thoa lên da của mình và massage đi như thế này tầm khoảng 5 phút. 5 phút xong thì chúng ta sẽ tắm lại bằng nước và tiếp tục lau khô người của mình và sử dụng gói số 1, số 2 là gói tinh chất tắm trắng. Thì khi mọi người sử dụng gói tinh chất tắm trắng này, da mọi người sẽ bật tông lên rất là mạnh. Và mọi người lưu ý là trong cái khoảng thời gian mà chúng ta tắm trắng tầm 20-30 phút á, chúng ta sẽ luôn massage da chúng ta để những cái tinh chất đã sẽ thẩm thấu hết vào da của mình và giúp cho da của mình trắng một cách tuyệt đối. Và đặc biệt là ở trong đây sẽ có một cái gói khóa trắng. Khi mà mọi người sử dụng tắm trắng VIP rồi thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một gói khóa trắng để giúp da của mình có thể giữ được cái tông da như thế này. Và đặc biệt là khi mà mọi người vào trong những cái spa, nó sẽ cho mọi người tắm trắng phi thuyền rồi đi hấp trắng bla bla bla. Thì giống như là nó chỉ trắng rồi thoa kem cho mọi người chỉ trắng trong cái khoảng thời gian mà mọi người bước chân ra khỏi cái spa đó và về nhà tầm khoảng 1 tuần hoặc là tầm 3-4 ngày thì da mọi người sẽ hoàn về cái làn da bình thường và không hề trắng một chút xíu nào hết.
thay vì bỏ 3 đến 4 triệu để chúng ta đi vào xì ba tắm trắng thì hôm nay chỉ cần bỏ 619 nghìn thôi là chúng ta có thể có được một làn da trắng sáng mịn màng rồi, vô cùng tiết kiệm mà lại rất là hiệu quả luôn. Em dám lấy đảm bảo uy tín của mình ra để đảm bảo cho sản phẩm này, khi mà mọi người sử dụng da mọi người rất rất là trắng, sử dụng chỉ có nghiện thôi chứ không thể nào mà rời bỏ được, em nói thật. Với dòng sản phẩm này á, rất là tiện sử dụng, mọi người có thể khi mà mọi người đi tiệc nè, đi chơi hoặc là đi đâu đó về mà bị rám nắng hoặc là cần trắng nhanh thì chúng ta chỉ cần bỏ ra 30 phút để chúng ta sử dụng thôi là da mọi người sẽ bật 7 đến 8 tông da. Đây, đây là cái dòng sản phẩm phải gọi là bán hàng đỉnh cao bên em luôn. Đây là sản phẩm hỗ trợ giúp cho làn da của mình trắng bật 7 đến 8 tông da và không hề hồi da nha mọi người. Khi mà mọi người sử dụng rồi, khi mà mọi người sử dụng trong sản phẩm khác á, thì nó có hay có một cái khuyết điểm như thế này: tắm xong rồi là bị hồi da, nhưng mà sản phẩm này tắm rồi thì trắng thật 100% và không hề hồi da. Khi mà mọi người kết hợp sử dụng với em Body VIP này nữa thì bảo đảm là da mọi người sẽ rất là trắng. Thì tắm trắng xong rồi chúng ta phải sử dụng thêm Body VIP và sử dụng xuyên suốt 2 tuần thì mọi người sẽ cảm nhận được cái làn da của mọi người trắng trắng vô cùng luôn, trắng rất là thích. Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta tắm rồi da mọi người rất là mịn, mịn cực kỳ và không hề mà có cảm giác là thoa kem vào mà nó không thấm nữa, thoa tới đâu thấm ngay vào da đến đó. Như vậy thì chúng ta càng phải sử dụng tắm trắng để chúng ta hỗ trợ cho cái làn da của mình. Cái đó là điều bắt buộc, em bắt buộc mọi người phải sử dụng nha. Nếu mọi người sử dụng body mà không sử dụng tắm trắng phí lắm. Và em sẽ test trực tiếp cái body này lên da cho mọi người xem. Thì nói về cái độ hot của cái em body này thì có lẽ là tất cả mọi người cũng đã biết rồi đúng không ạ? Đây, đây hộp kem này, khi mọi người mua kem em sẽ tặng cho mọi người thêm một cái hũ kích nữa. Thì bây giờ hũ kích nó sẽ không có ở đây, nhưng mà em khi mọi người mua em sẽ tặng cho mọi người thêm một hũ kích nữa. Và hũ kem rất là đầy, đầy ú ụ luôn mọi người thấy không? Thường thì hay những dòng sản phẩm khác đó, nó có hay kiểu bị lửng lửng á mọi người, nhưng mà riêng cái dòng body bên nhà em nó sẽ có một kem đầy ú ụ như thế này. Và cái mùi cực kỳ thơm luôn, rất là thơm, thơm rất là sang. Đây mọi người thấy chất kem nè, láng bóng mịn như da ua luôn. Rất là thơm luôn mọi người, em nói thật luôn, thơm lắm. Khi mọi người sử dụng dòng sản phẩm này chúng ta thực sự là không cần phải thoa body nữa. Thì em sẽ thoa trên da mọi người thấy không? Hai cái làn da nó bằng nhau này. Em sẽ test trên tay này cho mọi người xem. Và mọi người sử dụng dòng sản phẩm tắm trắng xong thì mọi người sử dụng tắm trắng VIP này vào á, 2 tuần cái làn da mọi người sẽ bật tông ngay lập tức. Đây, khi mà mọi người thoa vào cái làn da mọi người rất là mát, rất là mát lạnh luôn, thoa đến đâu thấm ngay đến đó và không hề bị bớt rít hay là bị lộ vân kem đâu. Đây, thoa đến đâu thấm ngay đến đó, mọi người nên vỗ nhẹ như thế này, không phải là thẩm thấu rồi nhưng mà chúng ta vẫn cứ phải vỗ nhẹ như thế này để cho thẩm thấu sâu hơn trong làn da. Đây mọi người thấy không, làn da của em đây, một tay. Tay này là em đã thoa kem rồi và tay này em chưa thoa kem nè. Mọi người thấy hai cái làn da nó khác nhau hoàn toàn không? Đây. Và đặc biệt cái dòng body này á, mọi người nhìn cái làn da của em không phải loại là trắng xanh khi mọi người thoa lên da, không có trắng xanh, không có trắng ảo đâu mà nhìn da rất là thật mọi người thấy không? Nhìn da thật vô cùng, không hề trắng xanh hay là nhìn trắng ảo cái làn da của mình đâu. Nhìn vào như là cái gì là làn da thật của mình luôn. Đây, mọi người thấy không? Nhìn da rất là thật, không phải trắng ảo đâu. Và cái khoảng thời gian mà mọi người sử dụng liên tục trong 2 tuần như vậy á, thì da mọi người sẽ rất là trắng và không hề bào mòn da của mình, giúp cho da của mình luôn trắng sáng và rất là khỏe. Em đã sử dụng 6 năm rồi thì mọi người biết cái dòng sản phẩm này 6 năm trời mà sử dụng cái làn da càng ngày càng trắng hồng mịn màng như thế này thì mọi người biết được cái hiệu quả và chất lượng như thế nào rồi đúng không ạ? Đây, và đây cũng là cái dòng sản phẩm rất rất là hot ở bên HM Store luôn. Những bạn nào mà kinh doanh HM Store thì luôn là 100% là chạy cái dòng này cực kỳ. Cái dòng Body VIP này và cái dòng phay trắng hồng là hai dòng sản phẩm được chạy rất là mạnh. Đây, em sẽ sử dụng tiếp tay bên đây cho mọi người nha. Em thoa nhiều chút xíu cho mọi người xem là cái độ thẩm thấu của em nó như thế nào. Khi mà mọi người thoa kem nó rất là thơm, thơm cực kỳ. Chúng ta không cần phải sử dụng nước hoa luôn mọi người, rất là thơm. Thơm mùi rất là sang. Nhích nách. Thơm lắm. Đây, sau khi thoa xong thì mọi người cảm thấy da của em như thế nào? Có phải là rất là trắng không? Và không hề trắng ảo, nhìn trắng thật như cái làn da của mình luôn ấy. Đây,
Và ưu điểm của dòng sản phẩm này là không hề trắng xanh, trắng ảo mà trắng thật 100%. Mọi người nhìn cái làn da trắng hồng, khi mà thoa kem lên da mình còn hồng hào hơn lúc mình chưa thoa nữa. Mọi người thấy không? Đấy, đây là những cái ưu điểm lớn nhất mà mỹ phẩm HM Store có được, và không sản phẩm nào có được, đúng không mọi người? Thì bình thường mọi người sử dụng da mọi người thường hay trắng xanh xanh hoặc là trắng quá, trắng bạch tạng, trắng kem á mọi người. Thì với HM Store thì cái làn da thật luôn là giúp cho chúng ta luôn tỏa sáng, đúng không ạ? Nhìn da của mình tự nhiên thì lúc nào cũng sẽ đẹp hơn, sử dụng như không sử dụng. Đó chính là kem body HM Store. Sẽ có một ưu đãi vô cùng lớn dành cho khách hàng. Khi mà các bạn mua 3 sản phẩm, chúng ta sẽ có ngay giá sỉ. Ví dụ như các bạn mua một hộp body vip như thế này với giá là 380.000. Nhưng khi các bạn mua ba sản phẩm bất kỳ, ví dụ như các bạn mua một body vip hoặc là hai tấm trắng, là chúng ta sẽ được 3 sản phẩm, thì chúng ta sẽ có ngay giá sỉ là 330.000, thì chúng ta sẽ giảm được 50.000 một sản phẩm. Nếu mà các bạn muốn tiết kiệm thì các bạn hãy mua combo 3 sản phẩm như thế này để chúng ta có thể tiết kiệm được tiền của mình nhiều hơn. Các bạn có thể rủ cô gì anh chị gì đó thì chúng ta thể mua chung để chúng ta có thể tiết kiệm được tiền của mình nhiều hơn nha. Và những bạn nào mà cần tư vấn thì mọi người hãy inbox cho My hoặc là điện thoại cho My luôn cũng được, để My có thể tư vấn mọi người rõ ràng hơn. Khi mà chúng ta tư vấn trực tiếp như vậy thì My sẽ hiểu được cái làn da của mọi người như thế nào và sẽ tư vấn sản phẩm nào cho phù hợp với làn da của mình. Vì bên My có rất là nhiều dòng sản phẩm khác nhau nên là các bạn hãy inbox cho My nếu các bạn muốn có một làn da trắng mịn và hồng hào nha. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết cái like của My ngày hôm nay. Thì bạn nào muốn đẹp thì inbox ngay cho My từ face cho đến body nha. Cảm ơn mọi người.